Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình 19 tháng 10 em báo giá một số xe cho mọi người nhé. Xe Zoomer Amico. Thế là bán ra là giá là 5 triệu nhé. 5 triệu. Xe Honda. Honda Joker. Đấy, xin em khỏi nhé. Em mới sale còn giá là 7 triệu rưỡi nhé. Trước Google của DK nước mới chạy được hơn 2.000 cây. Bên này mà ra là giá 1 triệu nhé. Còn Đếch Ma Ansi 2 phanh đĩa thiết xong đầy đủ đấy ta. Thế nên là bán ra là giá là 7 triệu 9 đó. Chiếc X-Men bên này bán ra là giá là 5 triệu nhé. Đó. Tempest Tempest đầy đủ giá giấy đăng kiểm theo xe nhé. Bên em đang bán ra là giá là 10 triệu rưỡi. Còn chiếc Lutech Tega nhé. Bên em bán ra là giá là 8 triệu rưỡi nhé. Đó, đây là giấy tờ đăng ký 21 ạ. Bên chiếc Lutech Tega nhé. Tăng là FPRO nhé. Mới chạy được 30 cân. Giấy đăng kiểm mê 2022 nhé. Đó, xe lướt zin có độ tốt xuất sắc. Đó. Bên nó bán ra là xe này là 9 triệu đấy. Một chiếc Vex 3 đủ được giấy tờ để mới càng nhôm nhé. Xe này bên đang bán ra giá là 7 triệu 9 nhé. Đây, ra hết nhỉ. Bên đang bán ra giá hơn 3 triệu chưa. Đây, bán một chiếc VC. VC thì bên bán ra giá là 7 triệu rưỡi nhé. VC. Một chiếc K3 của hãng K3 ấy. Bây giờ là Vega. Bên em đang bán ra giá là 3 triệu nhé. Một chiếc M nhé. Bên em bán ra hơn 3 triệu nhé. 3 triệu 6 là có xe rồi nhé. Bên chiếc xe mini. Xe pin. Bên em đang bán ra giá là 3 triệu 2 nhé. Và đây ship Hà Nội, ship code toàn quốc. Như còn alo em. Xe của X-Men hay là sóc. Xe này bên em bán ra là 6 triệu thôi. GBC. Xích mi ra là 2 triệu 7 nhé. 2 triệu 7. Xe đi rồi. Ok. Xe đi rồi.